Cô gái này vì bị ép hôn, nên cố tình làm mặt trở nên xấu xí. Thấy thế tử có vẻ kinh hãi trước diện mạo của mình, xin chàng đừng từ hôn với thiếp. Từ hôn sao? Thế tử nghe xong mặt tỉnh bơ, lập tức sai người trả cô về nơi sản xuất, nhưng bị tên quốc sư ngăn cản. Ông ta nói hôn ước này do đích thân hoàng thượng ban, nếu muốn từ hôn cũng phải được hoàng thượng cho phép. Nhận thấy kế hoạch từ hôn đã thất bại, buộc cô phải nhanh chóng nghĩ cách khác, chứ không thể để mình gả cho tên thế tử hoang dâm nhu nhược này được. Hạ Lan Minh Ngọc là một quận chúa xinh đẹp của vương quốc Ung Lâm, tính cách có phần thẳng thắn phóng khoáng, tuy là phận nữ nhi nhưng lại giỏi binh pháp, cưỡi ngựa bắn cung chưa từng thua một nam tử nào. Cùng với sự thông minh lanh lợi của cô, có thể nói là văn võ song toàn. Cô quận chúa Minh Ngọc còn có một người chị là Quán Âm. Khác với Minh Ngọc, Quán Âm lại là một quận chúa hiền dịu đoan trang. Cũng bởi vì sự xinh đẹp của hai cô nàng, quận chúa đã được đồn thổi khắp vùng trời, nên cô nàng quận chúa Quán Âm đã lọt mắt xanh của hoàng thất Tây Tề. Họ phái sứ thần đến để cầu hôn với quận chúa Quán Âm. Biết hôn phu là tên thái tử nổi tiếng hung bạo, trăng hoa vô độ, cô chị đã nhất quyết không muốn gia gia của mình gả đi. Mặc dù Minh Ngọc và Quán Âm đã cố gắng van xin gia gia, nhưng bởi vì gia gia của hai cô cũng bất đắc dĩ không còn cách nào. Bởi vì Tiên Vương cùng Tây Tề Vương năm xưa đã lập giao ước nghị hòa, hai bên đã lập khế ước kết hôn, bởi vậy mà mới bình yên mấy chục năm nay. Để tránh khỏi cảnh mưa máu gió tanh tái lập lại, gia gia dù rất yêu thương hai cháu gái nhưng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Quán Âm biết ý của cha liền bỏ chạy về phòng khóc nức nở. Trên thảo nguyên chúng ta nghĩ mình là đại bàng nhưng thực chúng ta chỉ là những con cừu non thôi. Minh Ngọc thấy chị gái buồn bã và vô cùng xót xa nên đã an ủi tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ nghĩ cách cứu tỷ. Thời điểm bấy giờ hai nước Đại Lương hay còn gọi Tề Quốc và Thịnh Quốc xảy ra giao tranh. Lần này đích thân Thịnh Vương thân chinh đi đánh địch, không may thế địch mạnh khiến Thịnh Vương cùng các tướng sĩ bị vây trong thành đã 3 ngày. Các hoàng tử của Thịnh Quốc cũng thân chinh đi cứu cha. Đây là một trận đánh rất khó tiếp viện. Quân địch đã cho hơn 2 vạn chắn ở bên bờ sông. Đội quân của Tam Ca và Tứ Ca không thể tiến vào chi viện. Phía thành trì của Thịnh Vương khó lòng mà trụ được qua đêm nay. Cửu Điện Hạ của Thịnh Quốc là một người rất thông minh. Trong đám các hoàng tử, Cửu Điện Hạ với tài đức vẹn toàn nên luôn được vua cha yêu thương và kỳ vọng. Lần này để cứu cha, Cửu Điện Hạ đã làm trái mệnh lệnh, tự mình dẫn theo đệ đệ vào doanh trại của Đại Lương để có thể tiếp cận tướng quân của quân địch. Chàng giả vờ là quân do thám bị bắt, để bọn chúng áp giải đến chỗ tướng quân tra khảo. Khi được áp giải trực diện đến trước mặt tướng quân địch, nhân lúc hắn mất đề phòng, Cửu Điện Hạ Tiêu Thừa Húc liền rút dao găm tấn công hắn. Tướng lĩnh bên ngoài cũng đã châm lửa đốt sạch kho lương thực của quân địch. Tên tướng quân vừa kêu cứu giá thì bị Tiêu Thừa Húc một dao ghim vào ngực hắn, trực tiếp đá bay hắn ra khỏi lều. Tiêu Húc đánh trái tạt phải, một mình đấu với sức cả trăm người, chàng cướp được cây thương trong tay giặc, một đòn đâm xuyên qua tim tên tướng quân. Quân địch như rắn mất đầu, tấn công vô cùng hoảng loạn. Đệ đệ Thừa Hiền cũng cố gắng yểm trợ cho chàng. May mắn Tam Điện Hạ Tiêu Thừa Duệ đến ứng cứu kịp thời, nhưng vẫn không quên trách tội đệ đệ vì tự ý hành động. Thừa Duệ đem quân tới chi viện rồi đánh thành cứu cha. Thịnh Vương được cứu vô cùng vui mừng hài lòng. Vua cha hết lời khen mưu kế châm lửa đốt kho lương của Cửu Điện Hạ. Tam Điện Hạ có vẻ không hài lòng. Rõ ràng người cứu cha là mình, nhưng Đại Vương lại chỉ mải khen ngợi đệ đệ. Thừa Húc tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất có tài thao lược. Thịnh Vương đã được cứu sống an toàn nhưng lại bị trúng tên tẩm độc của quân địch. Chất độc phát tác đã khiến sức khỏe vua Thịnh suy kiệt. Trong khi mọi người không biết làm cách nào để cứu vua cha, Tiêu Thừa Húc lo lắng bèn kháng lệnh cấm túc của Tam Điện Hạ. Chàng trực tiếp lẻn vào đoàn đón vương phi tương lai của Tề Quốc, ý định muốn tìm bắt giữ thái tử của Tề Quốc để uy hiếp lấy thuốc giải. Lúc này Minh Ngọc đã cải trang thành tỷ tỷ, nhân lúc thị vệ Tề Quốc không chú ý đã trộm long cháo phụng. Thừa Húc cũng nhân lúc đêm khuya lẻn vào tìm tên thái tử Tư Đồ Cổn. Đó cũng là lúc nhân duyên Thừa Húc và Minh Ngọc gặp gỡ. Đêm khuya mưa ngập lối, Thừa Húc che kín mặt bay qua các mái nhà lẻn vào trong. Thế nào chàng lại xông nhầm vào phòng của Minh Ngọc. Để tránh bị tố giác, Thừa Húc kề dao vào cổ uy hiếp nàng. Minh Ngọc bình tĩnh đáp lời thị vệ, có con mèo nhảy vào phòng làm đổ nến thôi, ta không sao. Thừa Húc thấy thế cũng phải giả vờ tiếng mèo kêu meo, đám thị vệ liền bị qua mặt rời đi. Thừa Húc cũng buông bỏ đề phòng, từ từ hạ dao xuống, rồi chàng hỏi vị trí phòng của Tư Đồ Cổn. Minh Ngọc chỉnh lại trang phục rồi nói hắn không ở đây, hắn chỉ sai người đón ta về Tề Quốc. Nàng cũng chỉ ra ý giúp hắn đến gặp Tư Đồ Cổn, bằng cách cho chàng giả làm tên phu xe. Thừa Húc cũng đồng tình với ý tưởng đó, vì Minh Ngọc đã giúp mình nên cũng nhắc nàng, muốn lừa được thái y thì dùng cỏ mèo giã nát mà bôi lên mặt, đảm bảo xấu ma chê quỷ hơn. Chứ cải trang thế kia không qua được thái y của chúng đâu. Lần đầu tiên gặp gỡ quả là ấn tượng mạnh. Sáng hôm sau, tỷ nữ thấy mặt của Minh Ngọc tí xỉu, không thể ngờ cỏ mèo lại công dụng đến thế. Còn đâu hình tượng đẹp như mỹ nữ nữa. Chăn Nhi cũng tò mò sao nàng lại biết cách này. Minh Ngọc không đáp, chỉ lặng lặng mở rèm che nhìn người đàn ông tuấn tú ở cạnh. Dưới ánh nắng chiếu ngang, khuôn mặt Cửu Điện Hạ thật sự rất đẹp trai. Chăn Nhi nhìn thấy nụ cười của Minh Ngọc cũng đoán ra được đôi phần. Khi đến hoàng điện của thái tử Tây Tề, chỉ mới nghe qua tiếng hành lễ của quận chúa, Minh Ngọc đã làm vị thái tử này đứng ngồi không yên. Sau đó cô còn tặng cho hắn một túi thơm và nói do chính mình thêu, làm vị thái tử này háo hức muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của vị hôn thê. Hắn liền ra lệnh cho nàng ta gỡ bỏ rèm che mặt, nhưng với lời nói khéo léo của nàng quận chúa,
đã buộc tên thái tử nóng lòng để xuống tận nơi hất khăn che mặt của Minh Ngọc, khiến vị thái tử được một pha tá hỏa giật mình thon thót. Dung mạo kiều diễm thì chẳng thấy đâu, ngờ đâu cứt châu bôi lên mặt còn không xấu bằng nàng ta. Thấy hắn bị xấu hổ vì mất mặt, Minh Ngọc được nước lấn tới liền nói mấy câu xến xúa, chàng đừng từ hôn nha, đã xấu mà lại còn xến, lại càng khiến hắn ghê sợ, ngay lập tức đòi hủy hôn. Nghĩ chính thất của mình xấu tới mức ma chê quỷ hờn, mặt mũi hắn để đi đâu. Minh Ngọc đang mừng thầm thì quốc sư Tề Quốc chạy tới can gián. Ông ta nói việc này là đại sự của quốc gia, nên phải chờ đại vương hồi cung rồi mới có thể quyết định. Điều này khiến Minh Ngọc phải nán lại hoàng cung nghỉ ngơi. Suýt chút nữa thì kế hoạch của nàng đã thành công. Phía cửu hoàng tử, chàng âm thầm đột nhập vào thái y viện, định dùng dao khống chế một tên thái y để hắn khai ra thuốc giải. Ai ngờ bị người hầu phát hiện, hô hoán thị vệ, buộc chàng phải rút lui và bỏ chạy. Trong lúc trốn chạy, cửu hoàng tử tình cờ lưu lạc đến chỗ của Minh Ngọc, chàng sồng sộc vào phòng của nàng. Chăn Nhi thấy kẻ lạ mặt định la hét thì bị chàng bịt mõm. Minh Ngọc thấy tình hình không ổn liền nhắc chàng trốn vào trong bồn tắm, mình sẽ nghĩ cách chặn quân thị vệ lại. Rất nhanh chóng chúng đã bao vây phòng của nàng, thị vệ trực tiếp xông vào phòng muốn lục soát. Minh Ngọc thả tóc đứng sau rèm tắm đe dọa, Ung Lâm bọn ta tuy là nước nhỏ nhưng chưa từng bị người khác khinh mạn như thế này. Bổn quận chúa chính là vương phi nương nương tương lai của các ngươi, tự ý xông vào ta sẽ khiến các ngươi phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi xuống đất. Nàng trực tiếp cởi bỏ diễm y phục trước mặt thừa húc, làm chàng ta cảm thấy bối rối, bèn cúi gằm mặt xuống bồn tắm. Bọn thị vệ thấy nàng khăng khăng muốn lấy mạng chúng liền từ từ xin cáo lui, nhờ thế mà cứu được thừa húc một mạng. Thừa húc trực tiếp chắp tay cảm ơn rằng, xin cảm tạ ơn cứu mạng của Minh Ngọc quận chúa. Minh Ngọc giật mình quay lại, không biết sao hắn lại phát hiện ra thừa húc miệng vừa cảm ơn đã khịa Minh Ngọc. Thừa húc đã đoán được người mình gặp vốn không có tính cách rụt rè nhu mì, trái lại cô nàng này tính cách lại vô cùng thẳng thắn phóng khoáng, nên chàng chắc chắn rằng nàng là quận chúa Minh Ngọc. Minh Ngọc cũng chẳng vừa, nàng cũng trực tiếp nói ra thân phận của thừa húc. Điện hạ Thịnh Châu các ngài đều ngạo mạn như vậy sao? Lúc này thừa húc nhận ra nàng nương này quả thật rất thông minh. Minh Ngọc sớm đã nhận ra mùi hương trên người chàng rất đặc biệt, nó là hương liệu cống phẩm mà chỉ công tôn quý tộc hoàng thất mới được sử dụng. Thừa húc bảo có khi ta là thị vệ trong cung cũng có mùi vậy thôi. Nàng cười vì thừa húc quá ngạo mạn nên làm gì giống nét một người bề tôi, gặp nhau hai lần là duyên. Nàng đưa cho thừa húc bộ quần áo của Tề Quốc, rồi nói sẽ giúp chàng gặp được thái y. Cửu điện hạ đành chỉ còn cách nghe theo lời của Minh Ngọc. Nàng giả vờ bị bệnh cho Chăn Nhi chạy đi tìm Lâm thái y, ông ta vừa bị thích khách dọa vẫn còn sợ, nhưng vẫn không thể làm trái mệnh lệnh. Lão liền chạy tới phòng của Minh Ngọc để chuẩn bệnh. Thừa húc từ sau tóm lấy Lâm thái y, dùng mũi tên chấm độc vào tay để uy hiếp thái y, buộc ông ta phải đóng kịch cùng Minh Ngọc và thừa húc. Hai người họ áp giải tên Lâm thái y tới phòng thuốc. Tên Lâm thái y tỏ ra vô cùng danh ma, ông ta cho người bốc thuốc theo ô chứ không phải nói tên, lần lượt hai loại là quỷ thích và chi khách, ý ám chỉ là có thích khách. Minh Ngọc rất thông minh đã nhận ra, dùng tạ cân thuốc đánh ngất tên bốc thuốc. Thị vệ lao tới liền bị thừa húc nhanh gọn hạ gục. Thừa húc kề dao vào cổ hắn rồi đe dọa. Lúc này tên Lâm thái y mới sợ hãi xin tha mạng. Hắn nói sau tủ thuốc trước mặt còn có một tủ thuốc ngầm khác, bên trong đó có chứa thuốc giải. Lần này quả thực hắn đã không nói dối. Thừa húc ép hắn dùng thuốc ngũ độc tán và bắt hắn phải bẩm lại với thái tử rằng quận chúa Ung Lâm mắc phải bệnh truyền nhiễm. Tên thái tử Tề Quốc nghe tới vợ sắp cưới mang dịch bệnh liền hắt hủi ra mặt, trực tiếp đuổi Minh Ngọc không cho vào cầu kiến, còn ném túi thơm nàng tặng đi. Hắn nhìn cổ tay vừa lo sợ mình dính bệnh từ nàng ta, quốc sư can ngăn cũng không được. Tề thái tử trực tiếp lấy giấy với ấn viết thư hủy hôn, rồi nhanh chóng đuổi Minh Ngọc không có thị vệ bảo vệ về nước, ra khỏi biên giới Tề Quốc. Thừa húc mới từ trong dương bước ra, hai người từ biệt nhau, cửu điện hạ về Thịnh Quốc, Minh Ngọc thẳng đường về quê nhà. Thừa húc muốn kiếm cớ sau này tới tìm Minh Ngọc, nhưng nàng chỉ để lại xe ngựa cho thừa húc rồi đi tìm tỷ tỷ. Bên phía Quán Âm vẫn chờ trong rừng, vô cùng sốt ruột. Đúng lúc có đoàn ngựa chiến của Tây Tề đi ngang qua, sợ phiền phức, Quán Âm và thị nữ tách nhau ra để tránh bị phát hiện. Không ngờ Quán Âm rơi vào một bẫy săn thú, người Tây Tề với chẳng ai tốt đẹp, thấy bắt được một nàng gái liền trực tiếp cho thị vệ động tay chân. Quán Âm một mình trước bầy thú săn, chúng đang định làm hại nàng thì một mũi tên bắn trúng tên thị vệ, bọn người Tây Tề cũng bị mưa tên tấn công. Quận vương Tây Tề bị Tam điện hạ bao vây, hóa ra Tam điện hạ muốn dùng tiểu quận vương để trao đổi lấy thuốc giải. Lúc này tỷ nữ cũng tìm tới kêu quận chúa, rồi nhận đó là quận chúa Minh Ngọc. Tam điện hạ đã kết hôn cùng đại tỷ, tỷ phu bước xuống đỡ nàng ta lên, thấy tay áo khoác của nàng bị xé rách, bèn cởi áo ngoài của mình khoác cho nàng, còn cho hai thị vệ hộ tống nàng về quê nhà. Đây là lần đầu tiên Quán Âm cảm thấy rung rinh trước người đàn ông trước mặt. Khi Tam điện hạ chạy về kinh thì đã thấy vua cha đã được giải độc hoàn toàn, kẻ lập công lần này lại là cửu đệ. Trong lòng Tam điện hạ không vui, nhất là khi vua cha hết lời khen ngợi đệ đệ. Mẫu phi của cửu nhi cũng để ý thái độ của Tam điện hạ, trong lòng bà đột nhiên lo lắng, liền nhắc nhở thừa húc biết người mà không biết lòng. Chàng cũng bảo mẹ đừng suy nghĩ linh tinh.
Thừa Húc luôn coi Tam Điện Hạ như ca ca ruột thịt, nên chàng luôn hết mực tin tưởng tam ca của mình. Minh Ngọc về mang theo giấy từ hôn khiến Phụ Vương vô cùng tức giận. Phụ Vương muốn trách tội Chăn Nhi không bảo vệ tốt cho Minh Ngọc. Chăn Nhi vốn từng là con gái của tể tướng của Mục Thanh. Năm xưa cả nước Mục Thanh Châu đã bị diệt vong bởi Tề Quốc. Minh Ngọc vô tình gặp và cứu được Chăn Nhi một mạng. Đó là lý do Chăn Nhi và Minh Ngọc xưng nhau tỉ muội chứ không phải chủ tớ thông thường. Bị vua cha trách tội, anh trai cầu xin thay cho hai muội. Vua cha chỉ bắt chép kinh thư 100 lần. Với người tính ham chơi, thích cưỡi ngựa, giờ đây phải ngồi một chỗ chép kinh nên tỏ ra vô cùng buồn chán. Quán Âm khi biết được mình không phải tới Tề Quốc thì vui mừng khôn xiết, liền tới thư phòng để cám ơn muội muội. Phụ Vương cũng nói ẩn ý với Thừa Húc, hy vọng Thừa Húc sẽ là người gánh trọng trách minh chủ tương lai. Tam ca và phu nhân lần này sẽ tới thăm Ung Lâm, mục đích để thuyết phục Ung Vương kết đồng minh. Cửu Điện Hạ vì muốn đi thăm Minh Ngọc nên đã xin đi theo Tam ca. Vốn Tam Điện Hạ tính hay đa nghi nên luôn đề phòng, hắn không biết việc đi theo của đệ đệ có dụng ý gì khác không. Tam Vương Phi khuyên phu quân đừng nghĩ nhiều, Cửu Điện Hạ nhà ta giờ làm gì có lòng tranh đoạt vương vị, nhưng từ ngày gặp được Minh Ngọc thì hồn siêu phách lạc, ngày nhớ đêm mong, nàng tân nương này thật thú dị. Minh Ngọc cũng đã đến tuổi xuất giá, tục lệ Ung Lâm xin hỏi cưới bằng trò cướp tú cầu. Minh Ngọc vốn rất giỏi cưỡi ngựa nên chẳng vị vương huynh nào có thể lấy được tú cầu của nàng. Bỗng Cửu Điện Hạ từ đâu xuất hiện, miệng cười gian xảo, ta tới để cướp tú cầu của nàng đây. Minh Ngọc trước đây chẳng chịu thua ai, liền dùng roi ngựa quất Thừa Húc, ai ngờ chàng võ công cao cường nên dễ dàng né được và đã thành công cướp được tú cầu. Minh Ngọc vô cùng giận dữ, liền xuống ngựa xông vào đòi cướp lại. Ai ngờ Cửu Điện Hạ mỏ hỗn thích trêu ngươi nàng, còn đùa cợt nói ta thích thê tử hiền lành dịu dàng, còn lâu thích người ngang bướng như nàng. Minh Ngọc thường ngày hay cao cao tại thượng, hôm nay lại bị Cửu Điện Hạ trêu đùa khiến mọi người cười phấn khích, thế là nàng dỗi ném thẳng tú cầu xuống đất. Phía Tam Điện Hạ Thừa Duệ cũng đã bắt đầu đánh đòn tâm lý với Ung Vương, hắn nói xa gần muốn Ung Lâm quy thuận Thịnh Quốc, như vậy về lâu dài mới bình yên biển lặng. Vốn Ung Lâm đất thì rộng mà người lại thưa, nếu ba cường quốc tranh đoạt sẽ khiến Ung Lâm rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Ung Vương đã nhìn thấy dã tâm của Tam Điện Hạ, trong lòng cũng không khỏi đề phòng. Hoàng thượng Thịnh Quốc tuy đã khỏi bệnh nhưng sức khỏe lại dần xấu đi, duy chỉ có Tứ hoàng tử vô tình nghe được về tình trạng của Phụ Vương. Tam phu nhân Kỳ Kỳ lâu lắm với gặp các muội muội, từ bé Minh Ngọc đã hay lẽo đẽo theo Kỳ Kỳ, nên khi thấy Minh Ngọc Kỳ Kỳ rất vui, nàng suýt thì quên Quán Âm đứng bên cạnh. Nàng ta âm thầm ghen tị trước việc Kỳ Kỳ thương Minh Ngọc hơn thương mình, ngay cả món quà chuẩn bị cho hai tỷ muội cũng có sự khác biệt. Quán Âm vốn được tặng quà giá trị nhưng lại liếc nhìn sang quà của Minh Ngọc, tuy quà của mình đắt giá hơn nhưng lại không tốn công chuẩn bị như quà của Minh Ngọc. Quán Âm có lẽ đã âm thầm đố kỵ với Minh Ngọc từ lâu. Trong lúc buồn bã đi từ hoa viên về, nàng ta thấy bóng dáng của ân nhân cứu mạng mình hôm trước, hóa ra đó là Tam Điện Hạ Thừa Dụ của Thịnh Quốc, làm Quán Âm trong lòng không khỏi xốn sang vui mừng. Tứ Điện Hạ đến nhà giam để tìm tên Thái Y Tề Quốc, vì lo lắng cho Phụ Vương nên đã xông vào bóp cổ chất vấn hắn. Lâm Thái Y chỉ biết đáp, không biết, thật sự không biết. Phía bên Ung Lâm, Thừa Húc biết việc kết liên minh với Thịnh Quốc sẽ không được Ung Vương đồng ý. Chàng nói với Tam Tẩu rằng, Tẩu là người thân của Ung Vương, nên Tẩu đi khuyên chắc chắn sẽ thành. Kỳ Kỳ nghe lời cửu đệ nói rất có lý, nàng cùng cha đi dạo hoa viên, vốn rất thương con gái. Nghe thấy Kỳ Kỳ được phu quân yêu thương, Thịnh Vương cũng yêu mến nàng. Ung Vương từ tốn nghe con kể về những chính sách mà Thịnh Vương đã làm để phát triển đất nước. Lời của Kỳ Kỳ nói Ung Vương cũng hiểu được tâm ý của con cái, ra hiểu kế sách của cửu đệ khiến Ung Vương đồng ý. Đêm xuống cả Ung Vương mở tiệc chiêu đãi, chỉ có duy nhất Quán Âm là không tới. Minh Ngọc thương chị gái nên đã đi tìm, vì thế mà nàng cũng biết được Quán Âm thầm thương tỷ phu. Minh Ngọc chỉ biết khuyên tỷ tỷ đừng tự trách bản thân, cả hai cùng hứa sẽ không nói ra cho ai biết. Tin tức Ung Lâm liên minh với Thịnh Quốc đã bị mật báo Tề Quốc lén gửi đi, thế tử Tề Quốc vô cùng tức giận, hắn đòi vua cha cho mình đi chinh phạt Ung Lâm. Tề Vương vốn là kẻ đa mưu, hắn trách con trai có lớn không có khôn, lại dám tự ý hủy hôn với quận chúa của Ung Lâm. Tề Vương bèn tính kế ngăn cản việc liên minh giữa Ung Lâm và Thịnh Quốc. Phía Tam Điện Hạ từ tin tức của Tứ hoàng tử đã biết việc thân thể vua cha đang suy kiệt, tuy phụ hoàng đã được giải độc nhưng do nội thương cũ nên không thể khỏi hẳn, thời gian không còn nhiều nữa, mà vị trí thế tử cũng chưa biết chọn ai, nên Tam Điện Hạ liền âm thầm cấp tốc về kinh thành. Thừa Húc có dịp nói chuyện với chị dâu, chàng bèn nói dạo này đệ hay nghĩ tới một cô nàng, bản thân cứ mỗi lần gặp nàng ấy đều như người khác vậy. Tam Tẩu thầm cười vì cửu đệ mắc bệnh tương tư chứ còn bệnh gì nữa. Mấy hôm nay tỷ tỷ Quán Âm luôn u sầu buồn bã nhốt mình trong phòng, nên Minh Ngọc chỉ còn biết đi chơi một mình. Cửu Điện Hạ cũng vì thế mà thường hay kiếm cớ tới gặp nàng. Cửu Điện Hạ mỏ hỗn vốn chẳng dám thành thật nhớ Minh Ngọc, nói mình tới Ung Lâm vì đuổi theo một tên khả nghi nhưng mất dấu. Đúng lúc đó Thừa Húc phát hiện một kẻ dùng chim ưng đưa tin, Thừa Húc vội kéo tay nàng đuổi theo. Quả nhiên một tên gian tế của Tề Quốc đã nhận mật thư. Trong lúc vô ý, Minh Ngọc chạm phải môi Thừa Húc, chàng nở nụ cười danh mãnh, để mặc Minh Ngọc lòng không ngừng gợn sóng, biết phải bắt gian tế. Cửu Điện Hạ bèn chạy ra chắn tên gian tế. Thừa Húc biết rõ Thịnh Quốc giỏi dạy bồ câu đưa thư, chỉ có Tề Quốc mới dùng chim ưng. Tên gian tế biết quả này mình bị lộ bèn tìm cách tẩu thoát.
Trong lúc giao đấu, tên gian tế Tề Quốc không hề đơn giản, hắn gọi chim ưng tới tấn công, rồi đuổi tự mình theo hắn, không ngờ hắn phóng phi kim về phía Minh Ngọc, buộc Thừa Húc phải lấy thân đỡ thay cho nàng. Thừa Húc định đuổi theo tên gian tế thì bị Minh Ngọc cản lại, nàng lo lắng kéo sạch cổ áo Thừa Húc. Thừa Húc ngại ngùng nam nữ thụ thụ bất thân. May quá kim không có độc. Minh Ngọc lau mồ hôi trên trán Thừa Húc. Lúc này Thừa Húc như kẻ ngốc, bất động nhìn nàng. Minh Ngọc cười nói ta đi lấy ngựa. Tại Thịnh Quốc, Thịnh Vương lúc này biết khí số mình đã đến lúc tận, Vương Phi đến đỡ lấy thân thể người. Tới lúc này, Thịnh Vương nắm lấy tay Vương Phi dặn dò nàng nghe ta nói, việc kế thừa ngôi vua, ta muốn truyền cho con trai chúng ta. Tiêu Thừa Húc, Vương Phi không khỏi sửng sốt vì sao giữa Thừa Duệ và Thừa Húc, Đại Vương lại chọn Thừa Húc người không có công trạng gì. Thịnh Vương là người trí tuệ, ông biết dã tâm của Thừa Duệ có thể đưa Đại Thịnh đại thành cũng có thể đại bại, trong khi Thừa Húc bản tính lương thiện, thông minh. Đặc biệt, ta cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ thời trẻ của ta ở nó. Thịnh Vương đang dự định triệu tứ đại thân vương cùng trọng thần để bàn về việc đưa Thừa Húc lên làm vua. Hơn ai hết, Thịnh Vương sợ nhất là họa từ trong nhà mà ra, tranh đoạt vương vị chưa bao giờ là đơn giản. Đại Vương không còn sức viết chiếu thư truyền ngôi, nên người đã căn dặn Ái Phi trong lúc đợi tứ đại thân vương đến. Người duy nhất biết di ngôn của Thịnh Vương chỉ có Mộc Phi, người biết điều này có thể hại chết ba mẹ con nàng. Vương Phi mắt khóc lưng tròng, nguyện vì Đại Vương vì Thịnh Quốc. Áo bào chưa mặc thì Thịnh Vương đã không nhắm mắt mà rời đi. Vương Phi đau đớn quỳ lại, Đại Vương băng hà rồi. Khi Tam Điện Hạ vào tới cung thì Đại Vương cũng đã mất. Thừa Duệ bỏ khoác ngoài, vô hồn chạy vào điện. Tứ Điện Hạ cũng đã nhắc nhở Thừa Húc bệ hạ không để lại chiếu thư, trước khi mất chỉ có Mộc Vương Phi bên cạnh. Dù thế nào ta và Ngũ Đệ cũng phò tá huynh. Phía Ung Lâm cũng đã bị Tề Quốc chèn ép. Tề Vương lấy lý do thư hủy hôn chỉ có con dấu của thế tử, cơ bản là không có giá trị. Ung Vương cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu Ung Lâm dám cả ý coi thường Tề Quốc, Tây Tề sẽ đem quân chinh phạt. Khi Ung Vương muốn lấy Thịnh Quốc làm chống lưng thì tin tức Đại Vương Thịnh Quốc đã qua đời. Mọi chuyện không thể tệ hơn, do Thịnh Quốc đang có quốc tang nên vốn không thể lo chuyện của Ung Lâm. Minh Ngọc thương chị gái nói để con đi thay tỷ tỷ thì bị Kỳ Kỳ ngăn lại, nhưng Ung Vương không thể vì sự nhất thời tình cảm mà hại cả Ung Lâm, bèn dứt khoát cho Quán Âm theo lệnh mà cưới thế tử Tề Quốc. Quán Âm dù liên hôn với Tề Quốc nhưng lại lặng lẽ mang chiếc áo khoác choàng của Tam Điện Hạ đi theo. Kỳ tỷ tỷ thấy Minh Ngọc đau lòng bèn nhắc nhở người Ung Lâm, chúng ta đều có trách nhiệm không thể chối bỏ, không ai tránh được. Minh Ngọc cũng đành nước mắt lưng tròng chấp nhận. Thừa Húc nhận tin Thịnh Vương mất, vô cùng đau khổ, chàng đánh ngựa cả đêm chạy tới Linh Cữu. Nam huynh đệ nhìn cửu đệ mỗi người một tâm tư khác nhau. Thừa Húc quỳ lại bên ngoài được Tam Điện Hạ đỡ lui vào trong. Thừa Húc vốn rất thương vua cha, chàng nhờ các huynh đệ hãy về trước, một mình sẽ trông nom Linh Cữu. Mẫu Phi nhìn thấy chàng liền nói con có tin Mẫu Phi không? Hóa ra Mộc Vương Phi tìm tới Tam Điện Hạ để nói vương vị truyền cho Thừa Húc. Tuy nhiên, bà vì muốn bảo vệ con trai nên đã nói nếu Tam Điện Hạ muốn làm vương thì hãy nói một câu. Thừa Duệ biết bản thân mình vào sinh ra tử cùng Đại Vương bao năm, vậy mà cuối cùng ngôi báu lại để cho cửu đệ. Đây chính là một cú giáng cực mạnh với hắn. Mộc Vương Phi ý muốn Tam Điện Hạ để cho đệ đệ Thừa Húc một con đường sống. Lúc này Tam Điện Hạ, hắn đã chịu đả kích rất lớn, đến chính Vương Phi cũng không ngờ được hậu quả mà mình đã gây ra. Thừa Duệ vẫn luôn tin tưởng rằng Phụ Vương sẽ truyền ngôi lại cho mình. Thứ hắn cần là sự công nhận của Phụ Vương, vì mọi thứ hắn làm là để Đại Thịnh lớn mạnh hơn. Hắn lập tức cấm Túc Thừa Hiên và Thừa Húc không cho vào cung, không cho gặp Mẫu Phi. Thừa Húc tìm tới Tam Tẩu để nhờ tới gặp Vương Phi thì bị thuộc hạ của Tam Điện Hạ ngăn cản. Thừa Duệ chinh chiến nhiều năm có lượng quân theo hùng hậu, tứ đại vương tử cũng ủng hộ hắn. Dù đã có những tin đồn vương vị truyền cho Thừa Húc, nhưng trên dưới đều làm loạn. Chính bản thân Thừa Duệ cũng nhận ra một vị vương tử 17 tuổi không chiến công gì như Thừa Húc sẽ không được lòng quân chấp thuận. Thừa Duệ rất lo sợ nếu công bố Thừa Húc lên ngôi vua thì chắc chắn nội chiến sẽ xảy ra. Hai huynh đệ tứ đệ muốn xử lý Thừa Húc, tuy nhiên Thừa Duệ không đồng ý. Tam Điện Hạ muốn trấn áp doanh trại để tránh nội chiến. Tam phu nhân Kỳ Kỳ cũng đã nghe lén được câu chuyện của phu quân, gương mặt nàng thực sự rất hốt hoảng. Phía Thừa Húc cũng nhận ra những điểm bất thường của Tam huynh, đến Thừa Hiên cũng nhắc nhở Thừa Húc, tới lúc này còn không tỉnh ngộ. Minh Ngọc lúc này mới nghĩ ra kế, nàng sai Chăn Nhi đi ra ngoài, giả vờ là tìm Tam phu nhân nhưng bị lạc đường, để tìm cách nghe ngóng tình hình. Đúng lúc đó Tam phu nhân Kỳ Kỳ cũng đã tới gặp Nhị Điện Hạ, dù là con trưởng nhưng Nhị Điện Hạ lại không muốn tranh đoạt vương vị, bản thân cũng giả vờ cáo bệnh ốm để không tham dự vào việc tranh đoạt. Quân lính của Tam Vương Tử xông tới tẩm điện của Mộc Vương Phi, đây cũng là điều Mộc Vương Phi đã đoán ra từ trước, chỉ không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh tới vậy. Lúc này Tứ Đại Vương Tử ra sức ép Mẫu Phi tuẫn táng theo Thịnh Vương, Nhị Vương Tử yếu đuối không dám ra mặt, Tam Điện Hạ Thừa Duệ cũng quay mặt làm ngơ. Trước khi đi, Mộc Vương Phi nước mắt lưng tròng, hy vọng họ đối xử tốt với hai con trai của ta. Nhị Vương Tử chắp tay hứa sẽ chăm sóc cho hai đệ, nhưng người Mẫu Phi lo nhất chính là Thừa Duệ. Mẫu Phi hành lễ cầu xin Tam Điện Hạ hãy thề sẽ bảo vệ hai đứa con của bà. Thừa Duệ liền đồng ý và chắp tay thề với Liệt Tổ Liệt Tông sẽ không làm hại hai huynh đệ họ. Dưới sức ép của các vị vương tử, Mẫu Phi tung vải trắng để treo cổ. Chăn Nhi bên ngoài nghe được liền chạy về. Cô tỳ nữ bẩm báo rằng Mộc Phi cũng sẽ tuấn táng theo Thịnh Vương. Thừa Húc sau khi nghe xong thì đã không giữ nổi bình tĩnh, chàng hạ hết mấy tên binh lính rồi xông đến hoàng cung. Bởi vì quân lính canh giữ quá đông,
Hai anh em Thừa Húc và Thừa Hiên dù đã rất cố gắng, nhưng khi xông vào đến nơi thì đã không còn kịp nữa. Các vị điện hạ từ bên trong bước ra, ai nấy cũng mang vẻ mặt u buồn giả tạo. Tam điện hạ nói rằng, Mộc Phi vì không nỡ xa phụ vương nên đã bồi táng theo. Nhìn thấy thân xác mẫu thân treo cổ ngay trước mắt, chàng và đệ đệ của mình không khỏi đau xé lòng, dường như không thể đứng vững trước hiện tại. Chàng khóc thương và không tin rằng phụ thân lại hạ một mệnh lệnh quái ác như vậy, miệng còn liên tục gọi Tam ca. Minh Ngọc trông thấy cảnh tượng đáng thương này cũng không thể kìm nổi nước mắt. Nàng sau khi trở về phòng cũng không hiểu vì sao tục lễ cũ này vẫn còn. Cô cho tỷ nữ còn thuật lại những lời nghe được rằng Mộc Phi muốn Tam điện hạ phải thề sẽ bảo vệ hai huynh đệ Thừa Húc và Thừa Hiên. Minh Ngọc rất thông minh đã lờ mờ đoán được sự việc. Nàng hiểu nếu phỏng đoán của bản thân của mình là đúng thì Thừa Húc sẽ càng gặp nguy hiểm, nên muốn chăn nhi phải nhất định giữ kín, không được nói cho hai huynh đệ bọn họ. Thừa Húc lúc này đang đau buồn bên linh cữu mẫu thân thì đệ đệ từ bên ngoài khóc tức tối trở về. Thừa Hiên đã nghe được binh lính bên ngoài đàm tiếu thị phi về mẫu thân, bọn chúng loan tin Mộc Vương phi do đức hạnh tả ác nên đã bị đại vương hạ chỉ tuẫn tiến đi cùng. Chàng tiểu đệ đệ muốn đại ca Thừa Mặc đem người đi bắt bọn chúng lại, nhưng Thừa Húc đã kịp ngăn em trai lại. Chàng hiểu đó là cái bẫy nên ôm chặt em trai rồi bảo chúng càng làm loạn chúng ta càng phải nhịn. Đúng lúc đó Mẫn công công khóc lóc đi vào, Thừa Húc cũng không hiểu vì sao. Hóa ra những người theo hầu vương phi và ở bên vương thượng đều bị tuẫn táng, duy có Mẫn công công vì còn phải lo cho mẹ già, xin được rời khỏi cung vĩnh viễn không quay lại thì còn sống. Mẫn công công nói mình có được hoàng thượng giao phó giữ miếng ngọc bội này, nói sau khi Thừa Húc vừa tròn 20 thì sẽ giao cho chàng. Hai huynh đệ họ đều hiểu dụng ý của bệ hạ, vì người từng nói sẽ cho người kế vị miếng ngọc bội này. Thừa Húc chợt nhớ ra lời của vua cha, khi Thừa Húc còn nhỏ, một lần phụ vương đã dúi tay chàng lên tấm ngọc bội rồi nói, phải chế ngự được bản thân thì mới chế ngự được đối thủ. Như thế mới xứng đáng làm chủ miếng ngọc bội này. Thừa Hiên vội nói chắc chắn chuyện mẫu phi phải tuẫn táng có vấn đề. Cả hai bèn chạy đi tới tìm chăn nhi. Mẫn công công sau khi làm việc mà thịnh vương giao phó bèn chạy rời khỏi cung, nhưng tam điện hạ quá tàn ác nên đã sai thuộc hạ bám theo để trừ khử. Hắn vốn là người chu toàn nên sẽ không bỏ sót một ai. Chăn nhi theo lời của Minh Ngọc liền chỉ nhắc việc tam điện hạ thề chăm sóc cho hai huynh đệ Thừa Húc, nhưng dưới sức ép của Thừa Húc, Chăn nhi đã nói việc mẫu phi tuẫn táng vì hai con của mình. Thừa Húc thừa hiểu mẫu phi bị người khác ép phải chết. Minh Ngọc ngăn cản Thừa Hiên đi tìm người đối chấp. Thừa Húc cũng muốn báo thù cho mẹ. Minh Ngọc thấy nguy bèn khuyên giải chàng, nếu bây giờ làm loạn thì sẽ đánh rắn động cỏ, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, nói gì tới tạo binh báo thù. Thừa Húc như hiểu ra liền ôm chặt em trai, Thừa Hiên chúng ta phải đợi tam điện hạ về, vui mừng nói với vợ, vài ngày nữa nàng sẽ là vương phi. Tam phu nhân Vân Kỳ cũng có sự lo lắng về Thừa Húc, tuy nhiên tam điện hạ vỗ về vợ, chắc chắn mình sẽ làm minh quân, sẽ đối xử tốt với các đệ đệ. Minh Ngọc mang bản chép kinh tới cho tỷ tỷ, vô tình thấy được cuộc nói chuyện. Thừa Duệ vẫn tưởng nàng chính là người mình cứu. Khi thấy Minh Ngọc giỏi văn chương, nhan sắc kiều diễm, làm hắn không khỏi thán phục.